Ok, chào các bác nhé. Em quay lại xin giới thiệu qua bác dòng loa Bass 25 nhé. Check leo nhé. Leo của Sennheiser. Đấy, leo. Check leo. Sennheiser là một thương hiệu rất nổi tiếng, có trụ sở chính ở Anh nhé. Đó, bây giờ là toàn bộ nhà máy lắp ráp tại Trung Quốc hết. Nên loa này là đến từ châu Âu. Sennheiser đấy nhé các bác nhé. Anh em có thể lên trên mạng tìm tra cứu thương hiệu Sennheiser, thương hiệu của Anh Quốc. Rồi, đây là bát 25, côn 51. Đây cái bát của nó đây. Vòng côn của nó đây. Các bác có thể nhìn đây, tối quá nhỉ. Đây rồi. Xoài rất kỹ luôn nhá. Zin xịn sò luôn. Zin luôn. Quá đẹp. Côn 51 nha các bác nhé. Cái này nó làm bằng như côn này, ba loa này rất cứng luôn, nên đưa ra chất âm nó cực kỳ chắc. Cái bát này đưa ra chất âm cũng chắc luôn. Đấy, cầm đến phân tần của em nó đây. Đấy, phân tần khá gấu luôn, hai mạch riêng biệt. Đây là phân thần bên bát, còn bên kia là bên tép. Đây em sẽ thử luôn cái loa. Loa này bát 25 côn 51 nhá. Tên của nó là BOHM. Tên nó hơi mờ đi chút rồi. À, bật lên này. Các bạn nghe tiếng bát khá chắc mà. Nếu mình nghe nhau trong hạt mưa, nghe tiếng không tiếng trái tim từng đêm có trên lá bằng non. Em nghe gì không hỡi hỡi em. 4.2 em bao ship toàn quốc nha. 4.200.000 một con đôi loa này, em bao ship. Anh em nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại 0398 192 198 nhé.